Các bạn đã quay trở lại với kênh của Dr. Trần Hiệu và chúng ta sẽ tiếp tục cái bài thoát vị thành bụng. Chúng ta chuyển sang bài 2, đó là bài về giải phẫu vùng bẹn. Tôi phải nói trước, đây là một cái bài cực kỳ cơ bản, là bài nền tảng cho bất cứ một cái trình độ nào, đặc biệt là những phẫu thuật viên bụng. Chúng ta sẽ tiếp tục lần lượt chúng ta đi. Tôi sẽ trình bày theo cái kiểu mà tôi vẫn đi mổ. Sau khi chúng ta đã xác định những cái mốc, đây là gai chậu trước trên, đây là gai mù, chúng ta đánh dấu, chúng ta vẽ cái đường mổ, thì chúng ta rạch ra và tổ chức dưới da, và ngay dưới nó đó là tĩnh mạch mũ chậu nông và tĩnh mạch thượng vị nông. Sau khi đi qua cái lớp này rồi, chúng ta sẽ tới một cái lớp màu trắng mỏng, đó là người ta gọi là lớp mạc nông, cấu tạo bởi hai cái lớp mỏng hơn, đó là lớp mạc scramper và mạc scapa, mà nhiều phẫu thuật viên sau khi đi qua đây thì lầm tưởng đây là cơn cớ treo lớn nên đi tìm thường tinh hoài mà không thấy. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào một cái lớp trắng ngà, đi từ trên xuống dưới, đi từ ngoài vào trong, chúng ta gọi nó là cơn cớ treo bụng ngoài hay là cơn cớ treo lớn. Cái cơn cớ treo lớn này sẽ đi xuống và bám vào củ mu gai mu ở dưới này bởi hai cái trụ là trụ trong đấy, và trụ ngoài tạo nên cái lỗ bẹn nông. Các bạn nhìn đây, có những cái sợi chạy ngang ở phía trên này nối trụ trong và trụ ngoài, người ta gọi là sợi gian trụ, mục đích để gì? Để giúp hai cái sợi này, cái trụ này không tách nhau ra, làm vững chắc cho hai cái trụ này. Thế sau khi mở vào cái cân cơ treo lớn rồi, chúng ta sẽ thấy một cái thành phần, một cái giải trắng hơn, chắc hơn. Đấy, người ta gọi là dây chẳng bẹn. Dây chẳng bẹn nối giữa gai chậu trước trên và gai mù. Tiếp theo, sau khi mở vào thì chúng ta sẽ phải lấy thường tinh để chúng ta bộc lộ thường tinh và làm các phẫu thuật tiếp theo. Rồi chúng ta sẽ đi thấp hơn một xíu nữa, chúng ta sẽ nghiên cứu về vùng đùi. Ở đây chúng ta có cái mạc, người ta gọi là mạc đùi. Cái mạc nông này liên tiếp với cái dây chẳng bẹn và cái những cái cân cơ phía trên để che phủ cái vùng đùi này, tạo nên một cái ống người ta gọi là ống đùi. Ở cái ống này thì hay xảy ra thoát vị đùi. Thế phía ngoài cái ống đùi này đó chính là bó mạch đùi, thần kinh đùi. Ở phía ngoài cái thần kinh đùi đó chính là cơ thắt lưng chậu và cơ mày. Thế phía trong ống đùi này là lỗ tĩnh mạch hiển và tĩnh mạch hiển lớn. Do đó khi đi mổ các bạn chú ý là những cái động tĩnh mạch phía trong và phía ngoài mà tôi vừa nói xong, đừng có phạm vào. Tiếp theo, khi đi thi các bạn cũng sẽ được hỏi cái người ta gọi là hố bẹn. Thế thì cũng dễ nhớ thôi, hãy theo tôi như sau. Hố bẹn được tạo bởi ba cái nếp sau. Nếp thứ nhất là nếp rốn trong, hay còn gọi là dây treo bàng quang, đi từ bàng quang xuống treo vào bàng quang dưới này. Đi từ rốn xuống treo vào bàng quang ở phía dưới. Tiếp theo là nếp rốn giữa, hay gọi là thừng động mạch rốn, đây là di tích còn sót lại từ thời kỳ bào thai. Và ở phía ngoài là nếp rốn ngoài, là động mạch thượng vị dưới. Thế thì nằm ngoài của nếp rốn ngoài là hố bẹn ngoài, ở đây hay xảy ra thoát vị chéo ngoài. Nằm giữa nếp rốn ngoài và nếp rốn giữa, đó là hố bẹn giữa, ở đây hay xảy ra thoát vị bẹn trực tiếp. Và nằm giữa nếp rốn giữa và nếp rốn trong, hay xảy ra thoát vị chéo trong ở hố bẹn trong này. Đây là cái loại thoát vị rất rất hiếm gặp. Rồi, khi đi thi các bạn cũng sẽ được hay được hỏi cái người ta gọi là cấu tạo các thành phần của ống bẹn. Thế thì cũng dễ nhớ thôi, tôi vẽ sẵn đây một cái hình lục giác đây rồi nhá. Các bạn thích gọi là thành là chỗ nào, đó là cái cách gọi thôi, nhưng các bạn cứ theo tôi gọi nó như sau: có 6 mặt hay là 4 thành và có 2 lỗ. Thế thì cái thành ngoài là cân cơ chéo ngoài. Thành ngoài là cân cơ chéo ngoài, đây là cân cơ chéo ngoài. Tiếp theo, cái thành trên đó là gân cơ kết hợp. Thế gân cơ kết hợp được tạo bởi cái gì? Được tạo bởi cân cơ chéo trong và cơ cả bụng đi xuống dưới hợp với nhau, tạo thành gân cơ kết hợp và tạo nên thành trên của ống bẹn.
À, phía dưới là dây chằng bẹn. Phía dưới là dây chằng bẹn, lúc nãy nói rồi. Và à, mặt trước là lỗ bẹn nông. Và à, mặt sau là lỗ bẹn sâu. Thế thôi, à, mặt trong hay là thành trong, đó là à, mạc ngang. Là mạc ngang. Rồi, khi đi sâu vào trong ống bẹn, có một cái thành phần mà chúng ta phải biết, đó là thần tinh. Thì các thành phần của thần tinh như thế nào? Dễ nhớ thôi. À, từ ngoài vào trong chúng ta sẽ có gì? À, mạc và cơ biểu. Tiếp theo, đi vào chúng ta sẽ có gì? À đây, mạc của cơ biểu, động mạch của cơ biểu và mạc gian của thần tinh. Và tiếp theo đó là các hệ thống bạch huyết, thần kinh tự động của thần tinh và nhánh sinh dục của thần kinh sinh dục đùi. À, đi sâu vào chúng nữa, đây là những cái thành phần mà chúng ta sẽ phải đối mặt khi chúng ta lấy túi thoát vị. À, đó là đám rối tĩnh mạch tinh, đó là động mạch tinh và ống dẫn tinh. À, chú ý khi chúng ta lấy cái túi thoát vị, nó sẽ dính vào những cái thành phần này, và cẩn thận không là cắt phải nó. À, tiếp theo chúng ta đi đến cái thần kinh chi phối vùng bẹn. À, các bạn, nhất là những cái bạn nào mà muốn gây tê tại chỗ, thì sau khi học xong cái video của tôi có thể gây tê tại chỗ và mổ phẫu thuật thoát vị bẹn luôn. À, thứ nhất là nhánh thần kinh chậu hạ vị. À, nhánh này thì chia ra, à, nhánh ra ngoài của thần kinh chậu hạ vị, đây là nhánh ra ngoài. À, ngay phía đây là gai chậu trước trên. À, tiếp theo là cái nhánh là nhánh ra bụng của thần kinh chậu hạ vị và cho cái nhánh mu thần kinh chậu hạ vị. Thì đây là ba cái vị trí mà chúng ta phải gây tê trong quá trình phẫu thuật. Tiếp theo đó là thần kinh chậu bẹn. À, đây là thần kinh chậu bẹn. Đi xuống dưới này, hợp với thần kinh chậu hạ vị sẽ cho cái nhánh là nhánh sinh dục của thần kinh chậu hạ vị và chậu bẹn. Xuống thấp hơn nữa, à, chúng ta sẽ có thần kinh đùi, chia ra các nhánh, đó là nhánh ra ngoài, à, nhánh đùi và nhánh sinh dục của thần kinh sinh dục đùi. Đi từ lỗ bịt ra, à, thì đương nhiên chúng ta có thần kinh bịt rồi. Đó, rất dễ nhớ các nhánh thần kinh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào các tên khó nhớ hơn một tí. À, nói là khó nhớ thôi, nhưng sau khi xem xong video này thì các bạn nhớ luôn. À, các tên mà tôi để sẵn ở đây là các tên mà chúng ta đã biết rồi, không nói nữa. Thế thì chúng ta sẽ đi vào các tên khó nhớ như sau. À, các bạn nhìn trên này là cân cơ chéo bụng ngoài, sẽ đi xuống dưới nối với gai mu, củ mu dưới này, tạo thêm dây chằng bẹn hay gọi là dây chằng bu pat. À, cái dây chằng bu pat này đi vào trong nữa, tiếp tục đi vào trong và nối với cái giải chậu mu. Các bạn nhìn thấy một cái giải ở giữa này là giải chậu mu, tạo nên cái gọi là dây chằng gimonat hay lacuna. Tiếp theo, dây chằng bẹn đi vào bên trong, đi vào bên trong, tạo nên một cái giải mà người ta gọi là dây chằng phản chiếu mà có hình tam giác, hay người ta còn gọi là dây chằng tam giác ở phía này. Tiếp theo là các trụ ngoài, trụ trong thì chúng ta biết rồi. À, và cân cơ chéo bụng trong, cơ ngang bụng tạo thành cân cơ kết hợp, chúng ta nói rồi. Mạc ngang là thành trong, nói rồi. Thế thì bó mạch thượng vị dưới ở đây chúng ta nhớ này. Khi chúng ta đi mổ mà chúng ta khâu cái mesh vào đây, à, chú ý là đừng có khâu vào bó mạch thượng vị nha, coi chừng chảy máu đấy. À, chúng ta đi tới cái lược đồ này để chúng ta nhìn rõ hơn về những cái thứ khó nhớ chúng ta vừa nói. À, thứ nhất là dây chằng gimonat, chúng ta vừa nói rồi, nó là phần kéo dài vào trong của dây chằng bẹn nối với giải chậu mu. Đây là nối vào, nối vào, nối vào, nối vào, kéo dài vào trong nối với giải chậu mu ở đây. Tiếp theo là dây chằng phản chiếu hay là dây chằng tam giác, đây có hình tam giác, là dây chằng phản chiếu của dây chằng bẹn là tiếp tục đi vào phía trong, sự mở rộng của dây chằng bẹn vào phía trong. Tiếp theo là giải chậu mu. À, vừa nói ở trên rồi, đây là giải cân cơ chéo lớn đi từ gai chậu trước trên trên này, à, xuống bám tới cái cổ mu ở dưới này.
và bao quanh cái võ mạch chậu ngoài. Cái dài chậu mu này, lúc nãy chúng ta nhìn ở cái slide trước rồi, nó sẽ sâu hơn, nằm trong hơn so với dây chẳng bẹn. Tới những cái loại tam giác, chúng ta bắt đầu làm quen với những cái thứ tam giác đây. Tam giác thứ nhất là tam giác Hessenbach. Tôi để cái dấu sở hữu ở đây, bởi vì do cái ông Hessenbach ông phát hiện ra, ông đặt tên đấy. Thế thì cái tam giác này tạo thể như sau. Cái thành trong là bờ ngoài của cơ thẳng bụng, thành trên ngoài là bó mạch thượng vị dưới, và thành dưới đó là dây chằng bẹn hay dây chằng Popat. Ở đây các bạn nhìn thấy cái dây chằng Cooper là tiếp tục của sự kéo dài đi xuống dưới của dây chằng bẹn để bám vào cái bờ trên của xương mu. Dây chằng bẹn đi xuống bám vào bờ trên của xương mu. Và chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với cái thứ người ta gọi là tam giác đau và tam giác tử thần. Nếu là phẫu thuật viên, đặc biệt là phẫu thuật viên ổ bụng mà không biết hai tam giác này thì rất nguy hiểm. Thứ nhất, chúng ta nói về tam giác đau trước. Thế tam giác đau này tạo bởi cái thành như sau. Cái thành trên đó là giải chậu mu. Giải chậu mu như thế nào tôi vừa nói phía trước rồi. Cái thành dưới trong được tạo bởi mạch tinh hoàn, bó mạch tinh hoàn. Đây là bó mạch tinh hoàn. Thành dưới ngoài là tạo bởi nếp gấp phúc mạc. Đây là nếp gấp phúc mạc. Và chúng ta đến với tam giác tử thần. Thế thì thành phía trên trong được tạo bởi ống dẫn tinh. Đây là ống dẫn tinh. Và thành trên ngoài được tạo bởi cái bó mạch tinh. Và thành dưới cũng tạo bởi cái nếp gấp phúc mạc. Thế tại sao gọi là tam giác đau? Bởi vì trong này chứa rất nhiều các nhánh thần kinh, mà nhánh thần kinh phía trước tôi đã trình bày rồi. Thần kinh da đùi ngoài, đùi trước, thần kinh sinh dục đùi, thần kinh đùi, vân vân. Nếu chúng ta khâu vào đây, chúng ta chạm vào đây, cắt vào đây thì bệnh nhân sẽ rất đau sau mổ. Gọi là tam giác tử thần bởi vì đây có chứa động của tĩnh mạch chậu. Nếu chúng ta phạm vào đây ấy, cái đây là chúng ta nhìn từ mặt nhìn từ mặt trong ra nhá. Đây là nhìn từ mặt trong ra. Nếu chúng ta đi mổ, đặc biệt là mổ nội soi, mà chúng ta bắn ghim vào những vùng này, rất có nguy cơ chảy máu và đau. Do đó nhớ, đây là lỗ bẹn sâu, đây là cổ mu, đây là bó mạch tinh, đây là bó mạch thượng vị dưới, thì nhớ đừng bao giờ phạm vào cái vùng này. Do đó khi đi mổ thì nhớ dùm cho tôi là từ đây trở lên, từ giải chậu mu trở lên. Bài của chúng ta đến đây là hết. Nếu các bạn chưa thuộc, chưa nhớ, chưa hiểu thì làm ơn xem lại dùm cho tôi. Đến khi nào thuộc, nhớ và hiểu thì thôi. Và chúc các bạn học tốt để tránh có những tai biến biến chứng trong quá trình thực hành lâm sàng sau này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.